Xin chào các bạn, tuần 1 của tháng 8 thì đã chuẩn bị kết thúc và bây giờ chúng ta đang gặp lại nhau trong bản tin S News. Tuần này thì chúng ta sẽ có rất nhiều các thông tin liên quan đến thị trường cũng như là về chính các hãng mà chúng ta sẽ cùng tổng hợp nó ngay bây giờ. Đặc biệt trong đó sẽ là những thông tin rất vui liên quan đến Apple và đối thủ được xem là số 1 của họ hiện tại có thể sẽ không phải là Samsung nữa mà lại chính là Huawei. Ngay bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với Apple. Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm thứ Năm vừa rồi trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ thì Apple đã chính thức trở thành công ty niêm yết đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ đạt giá trị lên đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể được xem là thành quả của cả những sự kết hợp giữa thành tựu sáng tạo, công nghệ cũng như là lòng trung thành của những người đã sử dụng sản phẩm của Apple. Chốt phiên giao dịch hôm thứ Năm vừa rồi thì giá trị mỗi cổ phiếu của Apple đã cán mốc là 207,39 đô la Mỹ, đưa giá trị vốn hóa của hãng chính xác là đã đạt đến một con số sau: 1.001.678.000.000 đô la Mỹ. Chúng ta cần hiểu một chút thì giá trị vốn hóa là một trong số những cách tính quy mô của doanh nghiệp bằng cách lấy giá của mỗi cổ phiếu nhân với lượng cổ phiếu đang lưu thông. Và Apple giờ đây chính là doanh nghiệp Mỹ đầu tiên có giá trị vốn hóa chạm mốc 1.000 tỷ đô. Và nếu như bạn cần một thước đo nào đó để có thể đem ra so sánh cho rõ độ lớn thì giá trị này tương đương với khoảng 5% tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước Mỹ được ước tính trong năm 2018. Thành công này có được sau khi mà Apple công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 với những kết quả khá là xuất sắc. iPhone vẫn có sức bán rất tốt mặc cho cả thị trường đang trên đà đi xuống. Lợi nhuận từ việc bán iPhone trong quý 3 này thì tăng trưởng đến 20% nhờ chiến lược giá bán cao. Chiếc iPhone 10 có giá thuộc hàng cao nhất thị trường khiến cho giá sản phẩm trung bình của Apple thì luôn ở mức lớn hơn hẳn so với mặt bằng chung, từ đó thì duy trì được lợi nhuận. Chưa hết, mạng dịch vụ như là iTunes và kho ứng dụng còn tăng trưởng tốt hơn thế, tới 31% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn toàn đúng như định hướng kinh doanh dịch vụ của hãng. Duy chỉ có mảng kinh doanh phần cứng đến từ những thiết bị như là iPad hay là máy tính Mac là sụt giảm 5%. Mặc dù từ khi CEO Steve Jobs qua đời năm 2011 thì đã có nhiều ý kiến lo ngại về khả năng Apple có duy trì được sức ảnh hưởng của mình hay không. Tuy nhiên thì CEO Tim Cook đã chứng minh được rằng là các chiến lược kinh doanh mới của ông, trong đó thì có việc định hướng kinh doanh dịch vụ trên Internet, đã thúc đẩy công ty đi đến được với cột mốc ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cũng cần phải làm rõ là Apple không phải là công ty nghìn tỷ đô đầu tiên trên thế giới như là một số báo chí thường viết. Bởi vì trong lịch sử đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp còn có giá trị cao hơn thế. Và cụ thể hơn là ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đang nắm giữ kỷ lục với giá trị là một công ty dầu mỏ có tên là Saudi Aramco, là một doanh nghiệp xuất khẩu dầu mỏ thuộc sở hữu của nhà nước Ả Rập Xê Út. Công ty này dự kiến thì sẽ lên sàn chứng khoán vào đầu năm sau và hiện được định giá là vào khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, tức là lớn hơn 50% so với Apple. Những cuộc đối đầu thì luôn luôn rất hấp dẫn để theo dõi, và trên thị trường điện thoại chúng ta đã tiếp tục được chứng kiến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục nữa giữa ba cái tên, đó là Samsung ở vị trí số 1. Hiện nay vị trí số 3 lại thuộc về Apple và thứ hai không ai khác lại chính là Huawei. Hãng này vừa lật đổ Apple để trở thành hãng điện thoại di động có sức tiêu thụ điện thoại di động lớn thứ nhì trong quý vừa rồi. Huawei đã chứng minh được rằng là mặc dù nước Mỹ có không chào đón họ thì họ vẫn có thừa những cách khác để tăng trưởng. Bởi vì trong quý vừa rồi, hãng này đã bán được khoảng 54 triệu chiếc điện thoại, tăng trưởng đến hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng ấn tượng thì không chỉ giúp cho Huawei leo lên vị trí số 2 về doanh số mà còn giúp rút ngắn khoảng cách với Samsung khi mà hãng điện tử Hàn Quốc trong quý vừa rồi bán được hơn 70 triệu máy. Mặc dù có cao hơn Huawei nhưng như vậy so với chính Samsung lại là giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng loạt các quan ngại về an ninh của chính quyền Mỹ khiến cho những chiếc điện thoại Huawei không được phân phối chính thức. Đây có thể được xem như là một cái tát thẳng vào mặt Huawei. CEO Richard Yu thậm chí còn đã tỏ rõ bức xúc khi mà ông tố giác là các đối thủ lo sợ Huawei sẽ mạnh lên nên là đã sử dụng công cụ chính trị đuổi Huawei ra khỏi nước Mỹ. Tuy nhiên thì hãng này cũng đã rất nhanh chóng thay đổi chiến lược, đó là chuyển sang đẩy mạnh điện thoại tầm trung ở một số thị trường quốc tế. Mặc dù biên lợi nhuận từ máy tầm trung thì nhỏ hơn nhưng doanh số cao có thể bù đắp lại, và nó đúng là đã giúp Huawei đánh bại Apple. Giới phân tích nhận định thành tích của Huawei là ấn tượng khi mà họ ngay lập tức có thể xoay trục định hướng và phát triển được ở cả những thị trường mà mức độ nhận diện thương hiệu Huawei vẫn còn đang thấp. Sự quyết liệt cạnh tranh của Huawei thì cũng vẫn đang tiếp tục được thể hiện rất rõ ràng khi mà sau thành công của mẫu Nova 3e hay là P20 Lite thì hãng đang tập trung cho Nova 3i, một điện thoại sở hữu nhiều đặc điểm vốn chỉ có ở những máy đắt tiền hơn. Kế hoạch bán Nova 3i đang được Huawei triển khai đặc biệt mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. Dù vậy, nội bộ Huawei cũng không hề vội mừng rỡ với niềm vui đánh bại Apple chỉ bằng doanh số máy giá rẻ, mà họ còn rất thẳng thắn nhìn vào sự thật và sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi phân khúc cao cấp. CEO Richard Yu khẳng định là ông không quan tâm đến thứ thị phần mà truyền thông đang ca ngợi Huawei, bởi vì để tăng thị phần chỉ cần bán thật nhiều máy giá rẻ. Cái mà Huawei ưu tiên hơn vẫn là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà cái ấy lại đến từ dòng máy cao cấp như là dòng P hay là dòng Mate. Huawei tự tin khi mà lợi nhuận của hãng đạt được thì đang cao hơn các hãng Trung Quốc khác do họ không mù quáng chạy theo chiến lược giá rẻ. Và tiếp tục là về Huawei, hãng này thực ra còn có một vấn đề khác nữa liên quan đến chính nội bộ.
đó là hiện tại thì có vẻ như là Huawei sẽ còn phải cạnh tranh cả với thương hiệu con của mình là Honor. Những chiếc điện thoại di động có kiểu dáng na ná cũng như là cả sức mạnh phần cứng bên trong thì cũng tương tự, khiến cho Huawei giờ đây không chỉ phải đấu với đối thủ từ bên ngoài mà còn phải đấu với ngay cả chính người nhà của mình. Mặc dù Huawei và Honor thì luôn cố gắng tránh nhắc tên nhau và cố gắng tạo ra một chút khác biệt cho các sản phẩm của riêng mình, nhưng sự thật là hai thương hiệu này lại có các sản phẩm đang ngày càng chồng chéo lên nhau. Hàng loạt máy gần đây là một ví dụ. Khi mà Huawei vừa mới giới thiệu P20 và P20 Pro thì Honor ngay lập tức cho ra Honor 10 với cấu hình tốt tương đương, ngoại hình xuất sắc tương đương, chỉ thua ở kích thước màn hình và công nghệ cho camera sau. Rồi mới đây, Huawei lại tung ra Nova 3 trực tiếp chạm trán với Honor 10. Bởi vì cả Nova 3 và Honor 10 đều được mệnh danh là một bản rút gọn của P20. Vẫn chưa hết ví dụ, khi mà có Nova 2i thì lại có Honor 7X. Rồi có Nova 3e thì Honor mới đây cũng lại giới thiệu một chiếc máy là Honor 9N có một phần nào đó na ná. Ở một số thị trường, thậm chí là Huawei còn phải tránh đụng độ đến mức là bỏ bớt sản phẩm đi. Ví dụ như là ở Singapore, bởi vì đã có Honor 10 nên là sẽ không có Nova 3 mà chỉ có Nova 3i. Nếu như mà Huawei không cẩn thận thì chính Honor sẽ quay lại hại thương hiệu mẹ đẻ của mình. Tại Trung Quốc, trong 5 hãng điện thoại di động có doanh số cao nhất của nửa đầu năm 2018, Huawei xếp thứ 4 với hơn 29 triệu sản phẩm tiêu thụ. Còn Honor ngay lập tức bám sát ở vị trí số 5 với doanh số là hơn 26 triệu máy. Ở Ấn Độ, chính Honor chứ không phải Huawei lại là thương hiệu có mức tăng trưởng nhanh nhất. Có thể ở hiện tại, việc cùng song hành và đi lên với giải sản phẩm cực kỳ đa dạng thì đang giúp cho thành tích cộng gộp của Huawei là ấn tượng. Nhưng về lâu dài thì đây lại không phải là điều tốt đẹp gì cho việc phát triển một thương hiệu Huawei. Trước khi cùng chuyển sang những câu chuyện đượm buồn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một vài phút để đến với một sáng kiến công nghệ thú vị mà Motorola đã ra mắt trong tuần vừa rồi. Chiếc điện thoại Moto Z3, bản thân nó là một điện thoại bình thường, tuy nhiên thì nó lại có thể gắn được module MotoMos đặc biệt để hỗ trợ mạng di động 5G của nhà mạng Verizon. Và cụ thể nó như thế nào thì bây giờ hãy cùng tìm hiểu. Bản thân chiếc Moto Z3 thì không phải là một điện thoại có gì quá đặc sắc, mà thứ gây đáng chú ý nhất lại là khả năng gắn module mạng 5G hỗ trợ cho nhà mạng Verizon tại Mỹ. Lợi ích của 5G thì đang được thể hiện ngày một rõ ràng hơn, khi mà chúng ta sẽ được tận hưởng tốc độ tải lên hay là tải xuống nhanh hơn rất đáng kể so với 4G. Độ trễ thì sẽ rất là thấp để phục vụ cho các ứng dụng như là thực tế ảo VR, tăng cường thực tế AR hay là chơi game online. Có một số lý do để Motorola không tích hợp thẳng công nghệ này vào trong máy mà phải tách rời ra thành một module MotoMos là bởi vì sẽ chỉ có rất ít người trong thời gian đầu được dùng nó. Mạng Verizon thì vẫn đang tích cực triển khai công nghệ di động 5G, tuy nhiên thì đến cuối năm nay cũng chỉ có một vài thành phố ở Mỹ là sẽ dùng được. Module MotoMos 5G thì có kích thước bằng đúng chiếc Moto Z3, nhưng nó lại rất dày và xấu xí bởi vì lý do là modem mạng 5G X50 của Qualcomm nằm bên trong thì vẫn còn có kích thước lớn, cộng thêm là mức tiêu thụ pin khi gắn thêm modem 5G còn cao nên là Motorola phải tích hợp trong module một viên pin dung lượng 2000 mAh nữa. Nên sẽ thật là thảm họa nếu như cả một khối dày cộm này được đưa thẳng vào bên trong máy. Chưa hết, Motorola cũng muốn giữ cho giá trần của chiếc Z3 ở mức cạnh tranh. Chỉ những ai cần dùng 5G thì mới phải mua thêm module. Còn nếu như bạn chỉ muốn có một chiếc Z3 bình thường thì máy này được xem là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn trong tầm giá, bởi vì nó chỉ có giá là $480, trong khi đó được trang bị một cấu hình rất ổn với bộ xử lý cao cấp nhất của năm ngoái là Snapdragon 835, một màn hình 6 inch tỷ lệ 18:9 hợp thời và một trải nghiệm sử dụng gần như là thuần Android rất dễ chịu. Nếu như Apple và Huawei đang hạnh phúc trong tăng trưởng thì có một cái tên khác cũng rất nổi tiếng là Sony thì lại đang chứng kiến những kết quả kinh doanh trong mảng điện thoại di động tệ hại chưa từng thấy. Riêng trong quý vừa rồi, hãng này chỉ bán được vẻn vẹn có 2 triệu chiếc điện thoại. Theo cách tính của Sony thì khoảng tháng 4 cho đến tháng 6 năm nay mới là quý tài chính đầu tiên trong năm 2018 của hãng. Và kết quả của mảng di động thì thực sự là thảm hại. Cả quý vừa rồi, hãng này chỉ bán được có 2 triệu chiếc điện thoại, giảm 1,4 triệu máy so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2017 thì Sony bán được 13,5 triệu máy, nhưng nếu cứ với đà này, doanh số dự kiến cho năm tài chính 2018 sẽ còn tiếp tục bị điều chỉnh giảm. Bởi vì ban đầu, Sony đã ước tính doanh số của cả năm 2018 rơi vào khoảng là 10 triệu máy, nhưng lần này, ở bản báo cáo tài chính mới, con số dự kiến đã bị hạ còn có 9 triệu. Sony đang có nguy cơ nắm tay HTC để trở thành hai thương hiệu nổi tiếng chính thức bị chìm vào quên lãng trên thị trường. Trong khi đó, dẫn đầu sức tăng trưởng cho cả tập đoàn Sony thì vẫn là những thế mạnh quen thuộc. Sức tiêu thụ các phần mềm thuộc hệ thống giải trí PlayStation vẫn rất mạnh mẽ và đó là lý do để mảng game và dịch vụ mạng thì mang về đến 24% doanh thu và tới 43% lợi nhuận hoạt động cho cả tập đoàn. Ngay cả Google giờ đây thì cũng đã phải thừa nhận và chứa chấp tai thỏ. Phần quét màn hình được xem là xấu xí mà Apple đã vô tình tạo thành một xu hướng thiết kế trong năm 2018. Bản hướng dẫn thiết kế cho các nhà phát triển ứng dụng cũng như là các nhà sản xuất điện thoại vừa mới được Google phát hành thì đã cho thấy là hãng này có những định hướng khá là rõ ràng cho việc dùng tai thỏ trong điện thoại di động Android của năm 2018. Theo đó thì Google chỉ cho phép mỗi cạnh ngắn
tức là ở phía trên và dưới của điện thoại được chứa một phần cắt lẹm màn hình, hay chúng ta còn gọi là tai thỏ. Như vậy là mỗi một máy Android được sở hữu tối đa hai tai thỏ ở trên và dưới khi mà nhìn theo chiều dọc. Hãng không cho phép cắt nhiều lần ở một cạnh hoặc là cắt ở hai bên trái phải. Một số hướng dẫn thay đổi khác ở giao diện như là di chuyển đồng hồ từ trên cùng bên phải sang trên cùng bên trái, hay là Google còn bổ sung một số công cụ thử nghiệm để nhà phát triển đảm bảo là phần quét màn hình không xung đột với ứng dụng. Chúng ta có thể thấy rõ điều này ở một số bản thử nghiệm Android P, khi mà thanh điều hướng mặc định thì sẽ chiếm hết giải màn hình bị quét tai thỏ để tránh bị ăn lẹm vào màn hình ứng dụng. Còn khi ở chiều ngang, tai thỏ sẽ bị lấp bằng nền đen. Nhà phát triển thực ra vẫn có thể tận dụng phần màn hình này, nhưng họ sẽ phải thiết kế ứng dụng sao cho các nội dung đi qua phần quét màn hình sẽ có thể tự điều chỉnh dịch ra khỏi chỗ quét để tránh bị che lấp. Theo thống kê của Google thì hiện nay đang có 16 thiết bị Android từ 11 nhà sản xuất khác nhau là có sử dụng màn hình quét tai thỏ. Tuy nhiên ta dễ nhận thấy là con số thực tế máy có tai thỏ trên thị trường chắc chắn là nhiều hơn 16. Phần quét tai thỏ trên máy Android hiện cũng không đi theo một hệ thống nhất nào, mà mạnh hãng nào hãng đấy làm. Ví dụ như chúng ta thấy có khơi màu là Essential quét đúng một hình tròn. Sau đó thì có những hãng Trung Quốc, ví dụ như là Xiaomi thì quét to y hệt iPhone 10, Oppo, Vivo hay Huawei thì quét nhỏ hơn. Rồi sắp tới Oppo lại tung ra một chiếc Oppo F9 với phần quét hình giọt nước. Bởi vậy mặc dù bản hướng dẫn từ Google chẳng khác nào là một sự khuất phục của Google trước Apple, nhưng nó là cần thiết để dẹp loạn cho Android. Và đặc biệt khi trong bối cảnh sắp tới, chiếc Pixel 3 do chính Google sản xuất cũng sẽ mang một phần quét tai thỏ rất lớn và thô kệch. Và đó là những tổng hợp mà Essential đã mang đến cho các bạn trong bản tin S News tuần 1 của tháng 8. Tuần sau thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào bỏ lỡ được sự kiện được xem là quan trọng số 1 của khoảng thời gian này. Đó chính là Samsung sẽ chính thức giới thiệu chiếc Galaxy Note 9 tại New York. Sự kiện này thì sẽ được chính thức diễn ra theo khung giờ Việt Nam là vào 10 giờ tối ngày 9 tháng 8. Và Essential thì cũng sẽ tổ chức buổi offline để cùng các bạn theo dõi trực tiếp sự kiện này từ nước Mỹ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau.